từng ngày trên phố bước chân em lẻ loi chờ anh đến chốn mơ xa nhạt bóng mây nơi chân trời không ngày tháng phiêu du quên đường về đặt tên dấu chân anh trong đời tôi. Giọt mưa kia đã xóa tan bóng hình anh, còn đây nước mắt hóa chung niềm nhớ nhung trên con đường xanh màu lá đã quen dấu chân người lẻ loi bước chân em đi về đâu. Quá hay luôn các bạn. Loa Quyên ở bát 40 nhau đi. Cặp này thì cái mức giá mới của hãng đang bán hơn 100 triệu. À, các bạn thấy giá bán không? Ở trong clip trước thì mình Vũ đã giới thiệu về nội thất rồi. Em mở chưa được khoảng tầm chưa được 30% đâu, nhưng mà thực sự là cái nồi của nó rất là mạnh các bạn. Nồi của nó kinh điển, đứng với khoảng cách tầm 3 mét thì thực sự không chịu được các bạn. Phải nói cái dòng loa này rất đáng tiền, rất đáng để chơi. Em đã từng làm rất là nhiều dòng loa bãi rồi, nhưng mà thực sự là cái dòng loa này nó rất là hay. Tại sao cái mức giá hãng người ta lại bán đắt thế cũng đúng thôi. Rất là may mắn mua được nô loa còn đẹp, ít sử dụng và cái mức giá rất là rẻ các bạn. Em đang bán mức giá đối với dòng loa QNL340 nhau đi này là 18 triệu một đôi các bác nhá. Đáng đồng tiền cho các bác gọi là đầu tư bỏ ra để lựa chọn đối với dòng loa này. Khẳng định các bác là không hay không lấy tiền các bác nhá. Hiện tại thì số lượng em không còn nhiều nữa. Ở đây là những cái đôi mà đã vệ sinh sạch đẹp. Đấy, đã kiểm tra từng cái bát, phân tần, từng cái chiếc, tất cả nó còn rất đẹp các bác nhá. Loa này thì gần như là nó ít sử dụng lắm, để em thử luôn đi mic cho các bác. Đi 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10. Đấy, các bạn tin tiếng, tiếng mic cực kỳ là hay luôn. Phải nói là siêu kinh điển. Thở thôi, cảm giác là nó rất là nhẹ. Con này thì bát 40 nhưng mà khôn của nó chỉ tầm 75-76 thôi. Nhưng mà cái lời của nó thì phải nói là siêu kinh điển luôn các bạn nhé. Không hay không lấy tiền. Ở đây thì em có đồng bộ cả súp nữa. Nếu các bác chơi cả súp, ghép một cặp này với một cặp loa bát 40 kia. Đấy, chơi không gian tầm 450 mét vuông thì không phải nghĩ luôn. Hoặc là nếu như các bác mà nhà có đám cưới hay là sinh nhật gì nhất ấy, đưa ra ngoài sân ấy, mở một cặp này, một cặp súp, thì nói thật các bác là chẳng cần phải tốn tiền gọi là thuê dàn nhạc về làm gì cho nó phí tiền ra. Mà cái mức giá thì bên em bán rất là rẻ, 18 triệu luôn này. Súp này là 6 triệu rưỡi một quả các bác nhé, 6 triệu rưỡi một quả, tất cả đều còn rất đẹp. Có đồng bộ cả code server, cả đầy. Nếu như các bác chơi đồng bộ em sẽ đồng bộ các bác nhé. Rồi, clip này thì em cũng xin phép được kết thúc tại đây. Anh em có nhu cầu thì cứ alo mạnh dạn cho Minh Vũ nhé. Là bao zin bao xịn, không hay hoàn lại tiền các bác. Em ở Sao Đỏ trên Hải Dương các bác nhá. Rồi, xin chào thằng quá.